Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình livestream buổi tối ngày 11 tháng 11 năm 2023 Hôm nay Vlog Minh Hải xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình của đội tuyển Và ngày hôm nay huấn luyện viên Philip Chu đã loại một loạt các cầu thủ trong đấy có Trương Tiến Anh Trương Tiến Anh là cầu thủ duy nhất nằm trong uh, danh sách của đội tuyển quốc gia bị loại Phần còn lại là những cầu thủ U23 được triệu tập lên đội tuyển để tập trong thời điểm mà câu lạc bộ Hà Nội FC và Hải Phòng FC vẫn đang thi đấu ở AFC uh, Champions League và AFC Cup. Và đến ngày hôm nay thì uh, thông tin mà Minh Hải có được thì huấn uh, luyện viên Philip Chu Ce đang giữ lại 31 cầu thủ. Ngày mai là ngày 12 tháng 11, đội của chúng ta sẽ loại thêm 3 cầu thủ nữa và chúng ta sẽ lên đường sang Philippines với 28 cầu thủ. Khi sang đến Philippines rồi, chúng ta sẽ loại tiếp 5 cầu thủ nữa và sẽ đăng ký cho trận đấu là 23 người. Đó là thông tin mới nhất và cũng là thông tin cô động nhất mà Minh Hải muốn gửi đến các bạn ở phần đầu của chương trình livestream ngày hôm nay còn bây giờ thì mình xin phép là sẽ đi vào rất chi tiết để phục vụ các bạn những người mà quan tâm đến đến những cái chi tiết của của, của câu chuyện này đầu tiên là mình cảm thấy không biết các bạn thấy thế nào nhưng mà mình cảm thấy khá là bất ngờ khi huấn luyện viên Philip Chu C lấy loại Trương Tiến Anh một cầu thủ đã thường xuyên được sử dụng trong thời gian vừa rồi và huấn luyện viên Philip Chu thì cũng rất là thích cái tốc độ và cái cách chơi của Trương Tiến Anh tuy nhiên thì có thể nói là tốc độ sức khỏe đó thể lực sung mãn nó cũng không khỏa lấp đi được cái sự thiếu hợp lý về lối chơi và đấy là lý do vì sao ngày hôm nay huấn luyện viên Philip Chu đưa ra một quyết định rất quan trọng đó là loại trương tiến anh hiện nay thì liên đoàn bóng đá việt nam chưa đưa ra thông tin chính thức mà thông tin của chúng mình là hiện nay là trương tiến anh đã bị loại và huấn luyện viên philip chu xê thì cũng đã gặp trương tiến anh để nói chuyện với trương tiến anh cũng như là để chia sẻ với trương tiến anh những cái điều cần phải rút tỉa những điều cần phải tập à, Nói tóm lại là đưa ra những cái nhận xét Giúp cho Trương Tiến Anh có thể có được một cái sự chuẩn bị tốt hơn Cho những đợt tập trung tới đây Và sau khi mà loại Trương Tiến Anh rồi Thì huấn luyện viên Philip Chuse cũng tiến hành Chia tay tất cả những cầu thủ U23 được triệu tập lên Để tập trong khi chúng ta chờ đợi đủ quân Và trong số những cái tên này thì có Võ Nguyên Hoàng mình nói luôn là Võ Nguyên Hoàng kể từ khi huấn luyện viên Philip Chuse lên cầm quân, kể cả là với đội U23 thì Võ Nguyên Hoàng chưa bao giờ là cầu thủ đóng vai trò quan trọng. Và như trước đây mình cũng đã từng chia sẻ với các bạn là ở đội U19 thì huấn luyện viên Philip Chuse cũng đã nhận xét về về Võ Nguyên Hoàng là bạn ấy đá tiền đạo cắm nhưng mà bạn ấy rất hay lui về phía dưới và khiến cho đội của chúng ta không có được một cái sức ép lên khung thành của đối phương. Đặc biệt là Võ Nguyên Hoàng không giỏi lắm trong cái việc mà di chuyển để lôi kéo các hậu vệ đối phương. Tức là ví dụ một mình Võ Nguyên Hoàng thì bạn ấy lùi về thì hai trung vệ của họ sẽ thấp lên. Nhưng mà ở đây là Võ Nguyên Hoàng đôi khi còn phải học cách là di chuyển như thế nào để hai trung vệ của đội bạn bắt buộc phải ở phần sân nhà. Đấy, thì lúc đấy chúng ta mới có lợi thế ở khu vực phía trên. Ngoài ra thì còn có những cái tên như là thủ môn Cao Văn Bình của Sông Lam Nghệ An, có Hà Văn Phương của Công an Hà Nội, có Nguyễn Quang Huy của Bà Rịa Vũng Tàu, có Nguyễn Thái Quốc Cường của Bà Rịa Vũng Tàu, Võ Nguyên Hoàng của Đông Á Thanh Hóa có Trần Nam Hải của Sông Lam Nghệ An và còn một cái tên nữa mà mình cũng đã từng chia sẻ với các bạn là gần như không có cửa để tranh chấp ở đội tuyển quốc gia đó là Bùi Vĩ Hào. Bùi Vĩ Hào ở vòng loại U23 châu Á vừa rồi Bùi Vĩ Hào thực sự nổi lên như là một cái một cái một tay săn bàn mình nghĩ là cũng là rất là số má nhưng mà ở đội tuyển quốc gia thì rất khó. Cho nên là toàn bộ những cầu thủ được triệu tập lên không có bất cứ một ai ở đội U23 lọt được vào trong đội hình chính mà ngoài 8 cầu thủ trẻ bị loại thì hiện nay à, có thêm một cầu thủ nữa là trương tiến anh không biết là các bạn cảm thấy như thế nào nhưng mà mình thì cảm thấy khá là bất ngờ với trương tiến anh thì bất ngờ chứ còn võ nguyên hoàng thì không bởi vì là các bạn biết là võ nguyên hoàng kể cả U23 dự sea games cũng không à, và võ nguyên hoàng thì thời gian vừa rồi thực sự là bạn ấy mới trở lại v-league thôi huấn luyện viên Philip Chuse còn rất là nhiều những cái tên nữa để có thể uh, chia sẻ, có để có thể uh, uh, giúp cho các cầu thủ có một cái uh, tốc độ tiến bộ nhanh hơn. Và huấn luyện viên uh, Philip Chu hiện nay còn chờ đợi một người nữa đó là Quế Ngọc Hải. Xin thưa với các bạn là Quế Ngọc Hải thì uh, như mình cũng đã chia sẻ với các bạn chấn thương của Quế Ngọc Hải thì nó chưa bình phục hoàn toàn, thể lực thì cũng chưa hồi phục lại, rồi bạn ấy chưa chơi một giây phút nào. đúng là đến thời điểm này là đúng tròn một tháng. À, Quế Ngọc Hải không đá bất cứ một phút nào, cho nên là thật tình là bây giờ cũng cảm thấy rất là lo lắng. Hy vọng là ngày mai trong ba cái tên tiếp tục phải uh, chia tay không có tên của, của Quế Ngọc Hải, bởi vì Quế Ngọc Hải mà không thi đấu thì mình cho rằng đây sẽ là một cái mất mát rất lớn của chúng ta. Về uh, Quế Ngọc Hải thì uh, nói một cách rất là thẳng thắn là đến bây giờ mình sợ rằng là Quế Ngọc Hải không có đủ thể lực và không có đủ cái không có đủ cái nhịp thi đấu cũng như là cái cảm giác bóng đủ tốt mà ở cái vị trí này thì các bạn biết là ở vị trí chốt chặn cuối cùng nó quá là quan trọng nếu mà không cẩn thận là nó sẽ rất là nguy hiểm nó sẽ khiến cho cả hệ thống của chúng ta bị sụp đổ cho nên là cái vị trí của huấn luyện viên cái vị trí của Quế Ngọc Hải thì huấn luyện viên Philippe Coutinho sẽ phải tính toán rất là kỹ hiện nay chúng ta còn đủ các trung vệ giỏi mình khẳng định là còn đủ các trung vệ giỏi cho nên là cũng không nên mạo hiểm với Quế Ngọc Hải. Bởi vì là bạn ấy không thi đấu trong trận đấu với Philippines điều đấy không có nghĩa là bạn ấy không thi đấu được trong trận đấu với Iraq. Và ngoài ra thì còn phải để cho bạn ấy thi đấu ở giải vô địch quốc gia nữa. Cho nên là nếu như uh, Quế Ngọc Hải không có đủ thời gian và không có đủ thể lực thì mình nghĩ là không nên. Bởi vì chính cái thể lực uh, xuống ấy, cái thể lực nó chưa hồi phục hoàn toàn đấy. Nó có thể là một nguyên nhân để làm cho Quế Ngọc Hải có thể bị tái phát chấn thương. Đây là một cái đây là điều mà có lẽ là tất cả chúng ta đều đã hiểu. Và huấn luyện viên Philip Chu thì nói chung là ông là một người khá là khá là cẩn thận và luôn luôn biết giữ cho các học trò. Đó thì không biết là các bạn các bạn có thể đánh giá về Trương Tiến Anh, các bạn có thể đánh giá về Võ Nguyên Hoàng, các bạn có thể chia sẻ những cái quan điểm của các bạn. Mình thì mình nghĩ là các cầu thủ trẻ của chúng ta rất là khó. Hôm vừa rồi còn có bạn nói là hay là để cho để cho Quế Ngọc Hải nghỉ ngơi đi Chúng ta hoàn toàn có thể thay thế bằng những cầu thủ trẻ Những cầu thủ có thể là sẽ tốt Ví dụ như là Trần Nam Hải của Sông Lam Nghệ An Mà này chiều cao cũng rất tốt Nhưng mà mình nói luôn là Trần Nam Hải Cái kinh nghiệm của bạn ấy ở giải nội địa nó còn chưa nhiều Chứ đừng nói đội tuyển quốc gia Chứ rất khó Nguyễn Thái Quốc Cường là cầu thủ mà ông Philip Chu Xê rất là thích Vì cái lối chơi thông minh Khả năng điều tiết tình huống tốt Di chuyển rất là hay Đấy nhưng mà cũng còn quá nhỏ để Các bạn này còn quá trẻ cho nên là hiện nay là chúng ta có 8 cầu thủ đã bị loại. Đó, còn uh, 8 cầu thủ trẻ U23 bị loại cộng thêm một mình thêm Trương Tiến Anh nữa là 9. Như vậy là tổng bây giờ hiện nay chúng ta đang còn là 31. 31 mà ngày mai chúng ta loại thêm 3 cầu thủ nữa là chúng ta còn 28. Là chúng ta sẽ sang Philippines. Đêm ngày mai thì mình sẽ bay, đêm ngày mai mình sẽ bay sang Philippines và sáng ngày mai mình cũng sẽ ra sân uh, xe ra sân Memorial, Rizan Memorial để mang lại cho các bạn những cái hình ảnh mới nhất về cái sân vận động này. Sân vận động này thì chắc chắn là xuống cấp. Chiều ngày hôm nay thì mình đã tiến hành phỏng vấn huấn luyện viên Mai Đức Trung và xin được bật mí với các bạn là huấn luyện viên Mai Đức Trung cũng rất là cũng rất là sẵn sàng trong cái việc là nói thẳng luôn là bây giờ hiện nay các bác ở trên bộ rồi trên cục rồi liên đoàn cũng đề nghị là huấn luyện viên Mai Đức Trung sau khi kết thúc hợp đồng với liên đoàn bóng đá Việt Nam thì sẽ làm cố vấn và tiếp tục cái khâu tuyển chọn và đào tạo cho bóng đá Việt Nam tạo nguồn cho bóng đá nữ đó là cũng là một cái câu chuyện hay và hôm nay mình đã phỏng vấn chú Mai Đức Trung rất nhiều những cái thông tin mới rất nhiều những chi tiết lần đầu tiên huấn luyện viên Mai Đức Trung kể và mình đảm bảo luôn với các bạn là các bạn nên chờ đợi vì hai chương trình này là hai chương trình rất hay một là chương trình liên quan đến những cái cảm xúc của chú Trung ở cái giải đấu cuối cùng và thứ hai nữa là cái chương trình thứ hai là cái chương trình mà mình tin là các bạn quan trọng quan quan tâm hơn Tức là điều quan trọng nhất bây giờ ai sẽ là người thay chú Mai Đức Trung Thứ hai nữa là bóng đá Việt Nam chúng ta có thể vào được World Cup hay không Nếu mà muốn vào World Cup chúng ta phải đầu tư những cái gì Thì huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ chia sẻ hết và mình khẳng định luôn với các bạn Là huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ bàn giao công việc cho người kế nhiệm và huấn luyện viên Mai Đức Trung Với tư cách là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ và Với tư cách là một thành viên của hội đồng huấn luyện viên quốc gia Và cũng được Liên đoàn bóng đá Việt Nam gửi gắm để lựa chọn người kế nhiệm cho mình Điều tiếng nói của chú Mai Đức Trung trong câu chuyện này nó sẽ rất là lớn. Mình sẽ cố gắng dựng sớm chương trình này và sẽ gửi đến các bạn trong khoảng thời gian sớm nhất. Các bạn có câu hỏi gì không? Các bạn đặt ra nhé. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau câu chuyện ngắn ngắn thôi. Không chia sẻ dài làm gì cả. Đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ cố gắng là sẽ làm cái thông tin nó ngắn gọn lại. Và cái công tác gọi là bình bán thì thôi bây giờ nhiều người cũng bảo là thôi làm ngắn gọn lại thì mình cũng sẽ cố gắng. Còn tất nhiên là mình cũng phải làm cho nó đầy đủ, các bạn cứ yên tâm. Bạn à Bắc Sơn. Anh Hải chia sẻ thì nguyên Hoàng khi đá cắm hay lui về nhưng khi Hoàng Đức chơi tiền đạo thì cũng hay lui về vậy Điểm khác biệt ở đây là gì ạ? À? Đúng rồi, bạn nói rất là chính xác à, Võ Nguyên Hoàng là tiền đạo cắm Cho nên cái việc của bạn đấy là sẽ phải là ở cái khu vực cấm địa Ở cái khu vực bên cầu môn của đối phương Còn cái à, câu chuyện của Hoàng Đức là đấy là yêu cầu về mặt chiến thuật Yêu cầu về mặt chiến thuật là khi Hoàng Đức lui về Thì hai tiền đạo cánh của chúng ta sẽ đẩy lên đá như hai tiền đạo cắm Đó, thì chúng ta vẫn có những người đá ở trên nhưng võ nguyên hoàng là người đá cắm mà lại lui về ở bên ở bên dưới thì chúng ta sẽ không còn gây áp lực lên khung thành của đội bạn nữa và chúng ta không kéo được các hậu vệ của đội bạn ở nhà thì đấy là cái khác biệt rất là lớn giữa giữa võ nguyên hoàng và 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 hoàng đức bạn hồng vân có nói là anh có thông tin gì về đội philippines không đội philippines thì mình đã chia sẻ ngày hôm trước rồi philippines đưa ra toàn là những cầu thủ phải nói là thượng hạng thành lê hỏi là tuấn anh rời hoàng gia lai phải không anh hải ơi không à, có thể à, một ngày này, gần đây mình nghĩ là bầu đức cũng sẽ lên tiếng về việc này thôi à, theo thông tin mới nhất mà mình có được thì công phượng khả năng khá là cao có thể khả năng là công phượng sẽ quay về thi đấu cho hoàng gia lai à, đấy là những cái thông tin mà mình chia sẻ cho các bạn thôi bởi vì là những cái thông tin này thì hiện nay nếu mà mình nói ra thì nó cũng hơi khó Đấy, cho là thông tin của mình từ Hoàng Anh Gia Lai Thì có thể là Công Phượng sẽ quay về để thi đấu Bạn Nhân Phạm có nói là mình rất khâm phục cách lấy thông tin độ chính xác và thời gian đưa tin của Vlog Minh Hải Khi nào có điều kiện mình sẽ mua áo và xin chữ ký của Minh Hải Cảm ơn bạn rất nhiều Em luôn luôn cố gắng, chắc chắn là luôn luôn cố gắng bạn trúc Vũ có nói là bạn trúc vụ như có nói là mình xem chương trình của anh hải năm sáu năm nay minh hải tặng quà đi em nói thật là tại sao mọi người không tặng quà cho em mà mọi người cứ bắt em phải tặng quà em làm bao nhiêu thứ để tặng cho mọi người nói thật là em cũng đã từng làm những chương trình tặng quà rồi nó, nó khá là phức tạp à, mọi người đăng ký nhưng mà ví dụ như là có thể là khi mình ship đồ đến thì nhiều người lại không nghe máy và khi mọi người không nghe máy thì nó có thể dẫn đến một cái việc đó là mọi người không nhận được quà xong nhiều người lại bảo mình là hình như là Minh Hải lừa Minh Hải giả vờ là tặng quà nhưng mà thực ra là không phải tặng thế là kể từ khi em tặng một nghìn cái áo đấy là em cũng thôi luôn cái thứ hai nữa là đợt vừa rồi em có tặng quà của Vicento đấy em có tặng quà của Vicento thì à, mọi người cũng lại tị nhau thơ của tôi hay hơn comment của tôi hay hơn Minh Hải toàn là tặng quà cho những người Minh Hải quen thôi. Thì em nói thật luôn là nó khổ lắm tặng quà nhiều khi nó cũng nó cũng buồn đó. Thế là thôi mọi người thông cảm. Bạn Lê Thị Bình hỏi là tại sao lại loại Tiến Anh? Thì Trương chưa, chưa Tiến Anh không đạt được phong độ tốt trong đợt này không phù hợp thì ông ấy loại thôi. Và thứ hai nữa là trong cái quá trình chuẩn bị ấy, càng gần trận đấu thì huấn luyện viên càng cần phải kích thích tinh thần của anh em cầu thủ nên là cái việc loại cầu thủ ấy nó chính là cái một cái liệu pháp tâm lý quan trọng để tối đa hóa được cái tinh thần chiến đấu của anh em cầu thủ. Bạn Hải Nguyễn có hỏi là Hồ Văn Cường có bị loại không Minh Hải? Ngày hôm nay Hồ Văn Cường không bị loại nhưng ngày mai sẽ có ba cái tên bị loại. Thì uh, ngày mai mình sẽ cập nhật tiếp cho các bạn. Có thể vào tối ngày mai mình sẽ cập nhật cho các bạn nhé. Trưa ngày mai thì mình sẽ làm uh, chương trình bạn hỏi vlog Minh Hải đáp. Tối ngày mai mình sẽ làm uh, cái chương trình về chương trình à, về ba à, cầu thủ còn lại bị loại sau đó là mình sẽ đi sân bay bạn mắc gaming có nói là chú cơ nghiện chương trình của cháu rồi đấy cháu cảm ơn chú ạ bạn thủy hoàng có nói là thôi chả cần quà cáp gì phức tạp đúng rồi thôi mọi người cứ coi những cái chương trình minh hải đang làm đây nó như là một món quà dành tặng cho mọi người như thế là mình vui rồi Bạn An Nguyên có nói là sao không loại ở nhà mà lại sang Philippines mấy loại à, Ở nhà vẫn loại mà, ở nhà là tổng cộng loại 11 người Còn sang Philippines chúng ta loại thêm 5 người nữa Bạn hỏi là tại sao mà không loại ngay ở nhà mà lại phải sang tận Philippines mới loại Thì chia sẻ với bạn luôn là nếu mà chúng ta loại ở nhà mà sang Philippines chẳng may có cầu thủ nào bị chấn thương thì làm nào bây giờ Đúng không? Chứ bắt buộc là chúng ta phải đợi đến ngày cuối cùng chúng ta biết được uh, lực lượng của chúng ta như nào Thì lúc đấy chúng ta mới chốt Có tiền đạo trẻ nào bị loại không Minh Hải ơi? Tiền đạo trẻ bị loại thì là có uh, à, bùi vĩ hào đấy. Và hiện nay thì trong danh sách mình cũng uh, muốn chia sẻ với các bạn một chút là cũng còn rất là nhiều cái tên. Ở phần sau mình sẽ trả lời các bạn xem là uh, còn các cầu thủ nào có nguy cơ bị loại. Thì uh, lát nữa mình sẽ chia sẻ. Còn bây giờ thì mình vẫn uh, chia sẻ với các bạn uh, Đông Á Shop.vn là một website đã luôn luôn đồng hành cùng với sức khỏe của mọi người trong nhiều năm qua. Ở đây thì ngoài Ca Ba Long, ngoài Đông Trùng Hạ Thảo ra thì còn có Yến Kiều Trưng Đông Trùng Hạ Thảo. Đây là một cái sản phẩm giúp chúng ta tăng cường sức khỏe, đặc biệt là hồi phục sức khỏe cho những người làm việc mệt mỏi hoặc là bị lao lực. Bởi vì các bạn biết rồi, Yến xào mà trưng với Đông Trùng Hạ Thảo thì các bạn biết là nó tuyệt vời như nào, nó rất là khỏe luôn. Đây là cái sản phẩm rất tốt dành cho những người cần chế độ chăm sóc đặc biệt về sức khỏe. Nhưng mà phải trên 12 tuổi nha các bạn nhé. Dưới 12 tuổi thì chúng ta có Yến Kiều, Yến Kiều Kit Yến Kiều Kit là được tối ưu dành cho trẻ em. Ở đây còn à, bổ thận của dược quý đường một sản phẩm dành riêng cho quý ông, tràn trề sinh lực như thời còn trai tráng. Mình phải nói là chúng ta đừng ngại nhé, nếu mà bị yếu sinh lý thì đừng ngại bởi vì nó có rất là nhiều lý do các bạn ạ. Đấy, và cái tỷ lệ bây giờ nó đang nó, nó, đang ngày càng tăng cao và bị trẻ hóa. Đàn ông trên 30 tuổi thì trên 30% là bị yếu sinh lý. Đàn ông trên 40 tuổi thì còn là trên 50% bị yếu sinh lý cơ các bạn ạ. Đó, các bạn nhớ nhá, nó giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực này, cải thiện sinh lý nam giới. Có rất là nhiều những cái dược liệu quý ở đây. Đấy, có bạch tật lê là giúp chúng ta tăng hàm lượng testosterone tốt testosterone trong máu và nó giúp cho chúng ta là uh, kích thích cái ham muốn. Còn nhân sâm, đương quy, đông trùng hạ thảo, cao ba long ba kích và kỳ tử nó phối hợp với nhau để giúp cái ham muốn của chúng ta được thực hiện một cách trọn vẹn nhất. Các bạn nhớ là một ngày uống hai lần mỗi lần từ 2 đến 3 viên và nên sử dụng liên tục trong 3 tháng nhớ có duy trì các bạn nhé khi đã mở nắp rồi các bạn để trong tủ lạnh để được bảo quản tốt nhất hiệu quả thì vô cùng bền vững sung mãn tuyệt vời tràn trề sinh lực cuộc yêu thăng hoa hồi sinh phái mạnh và đương nhiên là hạnh phúc phải viên mãn nó rất là dễ hấp thu an toàn bền vững nhờ cơ chế nội sinh cái từ bền vững nhờ cơ chế nội sinh này là rất quan trọng à, vì sao nó bền vững bởi vì là bởi vì nó tự được sinh ra trong cơ thể của chúng ta nội là trong sinh là sinh ra là sinh ra từ bên trong tức là cơ thể nó sẽ sinh ra những cái chất để giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn, cho nó rất là an toàn. Đó là lý do vì sao chúng mình nói là tốt từ gốc bổ từ trong là vì thế. Số điện thoại mình để trên logo các bạn nhá, 024777778877. Các bạn gọi điện đến số điện thoại này thì các chuyên gia của mình sẽ tư vấn miễn phí cho các bạn 24/7. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì Minh Hải xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn một chút liên quan đến những cầu thủ thuộc nhóm nguy cơ cao có khả năng là sẽ bị loại. Hiện nay thì à, các bạn biết rồi là ở hàng hậu vệ chúng ta sau khi loại Trương Tiến Anh thì còn à, còn 9 người. 9 người thì mình nghĩ là cũng khá khá, 9 người à, 9 người là cũng à, tạm tạm rồi. Mình nghĩ là cái vị trí hậu vệ này khả năng cao là sẽ xem xem là ví dụ như là Lương Duy Cương này, Phạm Xuân Mạnh này. Đấy, hay là trường hợp của à, Quế Ngọc Hải xem là có bị chấn thương không? đó còn các tiền vệ thì mình nghĩ là khá là ổn rồi ở đây chỉ còn có một cái tên mà mình thấy là có hai cái tên có lẽ là chúng ta cũng sẽ phải quan tâm đó là lê văn đô phạm văn luân nhưng mà mình nghĩ là lê văn đô là học trò của huấn luyện viên philip chuse rất là lâu rồi Thế bạn ấy rất là am tường về cái cách chơi của ông philip chuse hàng tiền vệ thì mình đánh giá là có phạm văn luân có hoàng văn toản và có lê văn đô đây là những cầu thủ thuộc nhóm nguy cơ cao đó. À, Khuất Văn Khang đừng đùa nhé Khuất Văn Khang là đang đang ngày càng tiến bộ đấy Còn tiền đạo thì thực sự là đến bây giờ là cũng chưa biết là sẽ sẽ loại ai đâu Ở đây mình thấy là có Văn Tùng Có Văn Toàn Có Thanh Nhàn và Đình Bắc Đây là bốn cầu thủ này nằm trong cái nhóm nguy cơ Còn tất nhiên là ngày mai nếu mà loại ba người Thì mình nghĩ là một hậu vệ, một tiền vệ và một tiền đạo sau đó là sang à... Sang sang bên Philippines chúng ta loại tiếp. Bởi vì là mỗi một tuyến chúng ta chỉ nên tức là người ta phải loại theo tuyến. ba người là ba tuyến, mình nghĩ là như vậy. Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra nhá. Bây giờ mình bắt đầu trả lời câu hỏi của các bạn đây. Ngày mai uh, chiến dịch uh, của mình bắt đầu và cũng uh, sẽ cố gắng mang đến cho các bạn những cái thông tin mới nhất từ Philippines. Nếu như điều kiện cho phép mà bên Philippines họ cho phép tác nghiệp thì mình sẽ đi mình làm một cái chương trình về Philippines. Bạn Ngạn Nguyễn Đức có nói là muốn góp ý cho Minh Hải nhưng trang nhiều người comment quá nên bị trôi không đọc được mất công viết nhiều lần. Anh có thể inbox cho em qua những nền tảng khác cũng được. Bạn Hoàng Nguyên có nói là Phạm Xuân Mạnh chơi cháy mà ông chiêu dê loại thì chẳng hiểu luôn. Trương Tiến Anh bị loại là đúng rồi Bạn Hoàng Nguyên thân mến là Đúng là Phạm Xuân Mạnh chơi rất là cháy Nhưng mà nó phải phù hợp nữa cơ các bạn Bởi vì là Mình sợ là Phạm Xuân Mạnh có thể Không có được Cái khoảng thời gian để làm quen Và cái sự thích nghi Nó là cái điều khó khăn các bạn ạ Chính huấn luyện viên Philip Chuse cũng đã nói Là ở đội tuyển này có nhiều cầu thủ Không làm quen được với cái với cái triết um, lý bóng đá mới cho nên là nó hơi khó. bạn uh, chiêu huỳnh có nói là em rất thích chương trình của anh hải cứ ngày nào em cũng xem chương trình của anh rất thích minh hải cảm ơn hải nguyễn sao không thấy gọi đinh xuân tiến vậy anh hải mình vừa chat với đinh xuân tiến uh, ngày hôm qua thì uh, đinh xuân tiến cũng rất là kỳ vọng rất là mong đấy nhưng mà các bạn để ý mà xem ngay cả ở sea game đinh xuân tiến có được chơi mấy đâu thực sự là khó bạn chuyên Phan văn có đó là văn toàn mà bị lại loại thì tiếc nhỉ thực ra mình nghĩ là không loại văn toàn đâu nhưng mà đấy vẫn thuộc vào cái nhóm nguy cơ vẫn thuộc thuộc vào nhóm nguy cơ bạn nam vũ có đó là quế học hải tập cùng đồng đội từ tối nay nhé mình nói là tập từ tối nay cũng không giải quyết được vấn đề gì nhiều đâu các bạn ạ Bởi vì các bạn biết vì sao không? bởi vì là nó còn là cái câu chuyện liên quan đến uh, nó còn là câu chuyện liên quan đến uh, thể lực nữa cơ chứ không uh, nó không đơn giản là là việc là các bạn cứ tưởng tượng là cứ tập một xong một buổi là ok mình nghĩ là nó không hẳn là như thế ở đây mình gọi là mình nói với uh, các bạn là huấn luyện viên philippe coucey vẫn phải chờ nguyễn ngọc hải thôi mình nghĩ là đến ngày cuối cùng thì chắc là cũng vẫn chờ vì cuối câu hỏi quá quan trọng Bạn Hà Minh Hải Trần, chào anh Hải cùng tên, anh cho em hỏi, sao không thấy nói gì về vòng chung kết của Asian Cup diễn ra đầu năm sau thế? Ờ, có vẫn nói mà, nhưng mà nó chưa đến thì chúng ta chưa đề cập đến thôi, vì nó còn quá xa, mọi người cũng biết rồi, nó xa quá thì cũng khó. Thật sự là đến bây giờ Không ai biết được trước cái gì đâu các bạn ạ Đây mình uh, cho các bạn xem ảnh uh, buổi tập ngày hôm nay nhé Đây các bạn nhìn thấy buổi tập ngày hôm nay đây Văn Thanh này Đấy Bùi Hoàng Việt Anh này Tuấn Anh này Các bạn nhìn này là các bạn nhìn thấy là Tuấn Anh đá cặp với Thái Sơn này Đó Văn Quyết, Đình Bắc này, đây Hải Quế tập lại rồi đây các bạn. Hải Quế đã tập lại rồi. Mình nghĩ là vẫn phải đánh giá tính toán lại. Huấn luyện viên Philip Chu C và đội ngũ y tế là rất cẩn trọng trong cái việc chấn thương của các cầu thủ. Đấy, thời điểm nào quay lại rồi tất cả mọi thứ mình nghĩ là sẽ rất là ổn. Hải Quế trở lại, mình nghĩ là sẽ kịp. Theo quan điểm cá nhân của mình là kịp. Bởi vì là từ bây giờ cho đến khi mà chúng ta thi đấu Trận đấu với uh, Philippines Là chúng ta còn đến tận 5 ngày nữa cơ 5 ngày thì nó đủ cho một cái uh, kế hoạch Đây Hoàng Đức đây Tuấn Hải Tuấn Hải hôm nay uh, vừa mới uh, Có thông tin là Tuấn Hải vào trong đội hình tiêu biểu của uh, AFC Champions League vòng vừa rồi. Đây Quang Thịnh này. Quế Hải này. Trung vệ của chúng ta yếu nhiều thiếu quá mà Văn Quyết. Thủ môn Đình Triệu. Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn, các bạn có câu hỏi gì thêm không các bạn đặt ra để mình trả lời tiếp Bạn Duy Chú có nói là thủ tục nhập tịch cho Philip Nguyễn khá là chậm chế, anh Hải ạ à, Mình đã chia sẻ với các bạn về Philip Nguyễn vào buổi trưa rồi bạn lý khắc hạnh lại hỏi cái câu là có cầu thủ nào họ trần không anh hải ơi bạn sớt cái danh sách cái nào nó ra ngay bạn hỏi như thế thì nó cũng khá là kỳ ôi bạn hỏi đúng là dị thật không có ai họ trần không có ai họ trần luôn Dũng Lê Phước những thông tin Minh Hải có là món quà vô giá cho chúng tôi rồi Cảm ơn các bác rất nhiều Em cũng mong như thế Em hy vọng rằng là những cái chương trình mà em chia sẻ với mọi người Mọi người đều thấy thích Mà nếu mà mọi người thích thì mọi người ấn like hộ em thôi Cảm ơn rất nhiều Bạn Hào Quách Văn của nói anh Hải ơi Bị loại những ai vậy anh Bạn kéo về phần đầu hộ mình nhé Mình làm ngay ở cái phần phần đầu rồi đấy rút danh sách chưa hải chưa các bạn nhé nó là gút chứ không phải rút mình đã chia sẻ với các bạn rồi đừng nói là rút danh sách bây giờ ví dụ như là bạn nói là rút danh sách đội tuyển quốc gia là chúng ta rút toàn bộ danh sách của đội tuyển quốc gia ra là không còn đăng ký nữa thì là gọi là gọi rút đơn nó giống như gọi rút đơn đấy còn ở đây gút tức là chúng ta loại bỏ đỡ đi chúng ta vẫn đăng ký nhưng loại bỏ đỡ đi thì người ta gọi là gút danh sách nam ly anh bấm like rồi nhé cảm ơn anh rất nhiều bạn Minh Nguyễn nói là mất tiếng rồi anh ơi, không thể mất tiếng được chứ nhỉ Tiếng vẫn đang uh, sung âm thanh vẫn đang nổ đùm đùm đây này các bạn. Các bác có câu hỏi gì các bác đặt ra nhá, em sẽ cố gắng trả lời câu hỏi các bác. Đây. Và ngày hôm nay uh, em xếp uh, đồ để ngày mai đi thì bao giờ cũng phải mang theo những chiếc áo này. Một chiếc áo uh, khoác là cần thiết bởi vì là chiếc áo khoác này nó rất là đa năng nó có thể à, mưa phùn mưa viết là có thể xử lý được các bạn ạ đó các bạn thấy không hai chiếc áo thun dài cùng với một chiếc áo khoác này thì bây giờ đang có combo là giá chỉ còn 1 triệu bảy trăm chín thôi các bạn nhé một áo hai áo thun và một áo khoác thì giá là 1 triệu bảy trăm chín các bạn vẫn được tặng một cái ví da cá sấu trị giá 1 triệu năm trăm chín các bạn thấy không thật là tuyệt vời đó, chiếc áo khoác success này Đấy, vải thì là nhập khẩu Đó, nó có hai lớp cực kỳ nhẹ luôn Mình cũng không cần phải nói nhiều về sản phẩm này nữa Các bạn thấy nó đều rất là mềm, mịn, mượt mà lại không bị nhăn Đấy, vải 100% đều là vải nhập khẩu Đó, và nó thực sự rất là xịn sò Áo thun dài, đấy, và áo khoác Trong bộ sưu tập, đây là bộ sưu tập mới nhất Hai chiếc áo thun Một chiếc áo khoác giá chỉ là 1 triệu 798 nghìn Đấy, các bạn sẽ được tặng một ví, da cá sấu trị giá 1 triệu 598 nghìn Số điện thoại mình để trên logo 0889333300 Và website là vicento.vn Ở vicento.vn còn rất nhiều những sản phẩm Đấy, Với những cái mức giá, với những cái phần quà rất rất là hấp dẫn Đang chờ đợi các bạn Còn nếu các bạn đến 240 Kim Mã Hà Nội Mời các bạn đến với đến với 240 Kim Mã Các bạn đọc tên Vlog Minh Hải Các bạn sẽ được giảm từ 30 đến 70% tổng hóa đơn Cảm ơn à, mọi người rất nhiều. Các bạn à, có câu hỏi gì các bạn đặt ra cho mình nhá. Ở đây mọi người hỏi khá là nhiều về vì sao Minh Hải không đi đám cưới của Đoàn Văn Hậu. À, tính đến thời điểm này thì mình chưa nhận được dính mời của đám cưới Đoàn Văn Hậu, khả năng cao là sẽ bạn ấy sẽ tổ chức ở Hà Nội vào ngày 26. Đấy và ngày hôm nay là gọi là làm lễ và rất nhiều anh em bạn bè họ hàng bên nhà trai đấy còn tới đây thì sẽ 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 tổ chức ví dụ như là đám cưới của duy mạnh cũng thế đám cưới của duy mạnh thì mình cũng ăn cưới ở trên này mình có xuống cái hôm uh, dựng dạp nhưng mà cái hôm cưới về sau duy mạnh vẫn trách bảo anh uh, không có xuống với nhà giai chia sẻ như thế thôi nó cũng là cái vui vui thôi mà các bác có câu hỏi gì đúng không ạ À, ngày mai em sẽ làm cái chương trình bạn hỏi Vlog Minh Hải Đáp nhé Mọi người có câu hỏi gì mà chưa được trả lời ở đây Thì mọi người sang bên kia mọi người đặt câu hỏi hộ em Cảm ơn mọi người nhiều Bạn à, Nguyễn Hồng Vân của đó là em có chia sẻ Vlog của anh cách đây 6 năm với tiêu đề một nhà báo có tâm giờ bạn bè em bảo ông này chia sẻ thông tin quá chuẩn. Cảm ơn bạn Nguyễn Hồng Vân rất nhiều. Cảm ơn bạn. Hải Nguyễn, chúc anh Hải ngày mai đi thượng lộ Bình An và đưa thông tin hay về cho mọi người. Ba bảy luôn luôn yêu và quý Minh Hải. Chắc chắn rồi. Ngày mai em bay xuyên đêm. mai uh, bởi vì là em muốn sang sớm cho nên là em đã bay một cái chuyến nó hơi bị khu khòm Bay uh, 2 giờ sáng mới bay. Chứ là đêm ngày mai sẽ sẽ thật sự là rất là khó đấy, sẽ rất là mệt. Nên là hôm nay em xin phép là đi ngủ sớm tí nha mọi người nhá, để ngày mai còn lên đường, sáng ngày mai còn chuẩn bị sắp đồ. riêng cái vali mà mang đồ để livestream thôi là nó đã khoảng tầm hai chục cân rồi, thật sự là nó quá khủng khiếp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì Minh Hải xin được kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.